Victor C55, dàn này bị lỗi CD nên mình nghe nhạc được qua ngõ AUX 2 đầu AV RA 3.5, dùng kết nối với điện thoại, kết nối với TV, kết nối với máy vi tính, dùng làm thay lo vi tính, thay lo TV. Và đương nhiên chất lượng âm thanh của Victor lúc nào cũng nịnh tai người nghe. Với giá thành rẻ, hợp tới tiền chỉ 600 ngàn thôi. Bộ này em bán 600 ngàn, các anh tưởng tượng bỏ ra 600 ngàn cực kỳ rẻ, rẻ như một chầu ăn mình đi hàng ngày thôi. Nhưng mình đã sở hữu một bộ dàn âm thanh nội địa Nhật chất lượng hay, đẹp, bền. Đương nhiên canh dùng 600 ngàn mình ra ngoài, mình mua đồ mới, lo uy tín ngoài thị trường, đảm bảo không hay và không bền như những bộ dàn nội địa Nhật như vậy. Chất lượng âm thanh hay mà hình thức thì quá ok đúng không? Dàn này FM là 108 bắc full tại Việt Nam, chỉ cần mình cắm anten vào là mình sử dụng. Bên em có bán anten zin theo dàn nha. Các anh nào có nhu cầu mua anten zin thì liên hệ em. Chiều cao của lo là 25 cm, chiều ngang của cả bộ dàn là 45 cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng 20 m². Thêm nhiều đêm diễn âm nhạc mọi lối cuộc đời anh như là ngọn hải đăng ở trên biển. Anh được gặp những người. Bây giờ mình sẽ cùng nghe một đoạn clip test nhạc vàng qua tiếng hát Hoàng Thục Linh, sau đó em quay mặt sau cho các anh tham khảo. Trên dàn này mình có thể chỉnh được chế độ nhạc, 3 chế độ nhạc tùy theo ý thích của mình, và có thể chỉnh được màu luôn. Màu này mình có thể chỉnh được nha. Lên sân khấu mà những khán giả họ thuộc mộng mơ anh nhiều như nước cơm của thật xanh, ai muốn lấy cứ lấy. Đây em vừa test nhạc, em sẽ vừa chỉnh màu cho các anh tham khảo. Một đêm em mơ mình dịu dít đưa nhau về thăm quê xưa với vườn. Cái này mình có thể thay đèn ngủ ban đêm cho căn phòng ngủ của nhà mình luôn nha. Lấp lánh vô cùng mà chỉ 600 ngàn cực kỳ rẻ. Vợ sống yêu xưa ta áo thướt tha mỹ miều, sao anh không thấy về Ninh Kiều. Dường như anh nghe đời nắng chiếu trong màu TV máy tính theo đây có chữ A, UX, mình nhắn vào đây để hiện lên A, UX thì mình mới nghe được điện thoại nha. Bây giờ em quay mặt sau cho các anh tham khảo. Đây là ngõ AUX 2 đầu AV 3.5 thì mình cắm vào điện thoại, TV và máy tính. FM là 108 bắc full tại Việt Nam, mình cắm anten vào đây nha. Bên em có bán anten zin nếu các mà các anh có nhu cầu mua. Công suất âm ly là 55W, công suất lo là 40W trên cặp lo. Đây là tổng thể mặt sau của cả bộ dàn nha. Bây giờ em xin kết thúc clip test, các nào mua hàng thì liên hệ em.